Mến chào các bạn đã đến với chuyên mục Lovely Flower trên trang bay Trái Tim À Ngủ Ngon Tiếng Nhé. Lovely Flower là một chuyên mục mang đến cho các bạn những chia sẻ thú vị về ý nghĩa của các loài hoa. Hy vọng những thông tin trong Lovely Flower sẽ là nguồn cảm hứng mới, những tô lung linh trong cuộc sống này. Và để mở đầu trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài hoa sen xanh các bạn nhé. Hoa sen xanh thực chất là hoa sen trắng, cũng có màu hồng nhưng rất nhạt. Phần cánh dưới của nó có màu trắng, phần ngọn thì có màu hồng. Ở đây, giữa hoa sen xanh và hoa sen trắng không có sự cách biệt nhau về nhiều chủng loại. Bởi hoa sen trắng, lúc mới nở thì mảng cánh bên ngoài có màu xanh, nên gọi là sen xanh. Song đứng trước góc độ tư tưởng thì chia ra thành sen xanh và sen trắng với hai ý nghĩa khác nhau. Sen xanh biểu thị cho sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường và niềm tin. Sen trắng biểu thị cho sự trong sáng tuyệt đối, sự thuần khiết của linh hồn. Nhưng đứng ở góc độ triết học thì triết học thống nhất gộp hai loại hoa sen thành loại hoa sen xanh với ý nghĩa vô cùng to lớn. Hoa sen xanh là biểu thị của tự do, bình đẳng, bác ái, là hình ảnh trực quan của sự trong sạch, thanh cao, thoát tục, sức mạnh chiến thắng ham muốn, si mê, lầm lũi, là loại hoa của tất cả các loài hoa. Tính con người trong con người là sự thuần hóa của linh hồn đối với cảm xúc, là biểu tượng tối tôn của tinh thần nhân bản, đạo làm người. Sự kiên trung bất khuất là một ví dụ rõ ràng nhất, sáng tỏ nhất cho cảnh giới viên dung bất sinh cùng bất diệt. Những thông tin về loài hoa sen xanh đã kết thúc chương trình Lovely Flower hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau với thật nhiều thông tin thú vị nữa nhé. Bye bye.